Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Không quân Ukraine bắt đầu ngang sức với Nga. Ngày 13 tháng 3, AFI tiếng Việt cho hay, Ukraine cuộc chiến trên không với Nga bắt đầu ngang sức. AFI dẫn một tờ báo Pháp ngày 12 tháng 3 nhận định, tại Ukraine cuộc chiến trên không bắt đầu ngang ngửa. Tuy chỉ bằng 1 phần 10 so với Nga, nhưng lực lượng không quân Ukraine đã giáng được vào Moscow những đòn khá nặng nề, dù chưa có được chiến đấu cơ F-16. Phi cơ Nga bị bắn rơi như sung trong những tuần lễ gần đây. AFI cho biết trong khi bộ binh đang gặp khó khăn ở Donbass, hải quân Ukraine hầu như không có gì, nhưng đã gây ngạc nhiên khi tiêu diệt được 20% hạm đội Nga ở Hắc Hải. Còn không quân Ukraine vốn ít được chuẩn bị và lực lượng vô cùng chênh lệch vào đầu cuộc xâm lăng. Này lại làm cho không quân Nga thiệt hại nặng. Ngay cả trước khi các chiến đấu cơ F-16 của Mỹ được chuyển đến, theo AFI, từ đầu năm nay, hai phi cơ giám sát A-50 tai mắt của không quân Nga và một phi cơ chỉ huy Il-22 đã bị phòng không Ukraine bắn hạ. Các hệ thống này đã được âm thầm đưa đến gần tiền tuyến gây bất ngờ cho Nga. Tiếp đến, khoảng mười mấy phi cơ tiêm kích Su-34 và ít nhất là một chiếc Su-35 cũng bị diệt gọn. Hình ảnh bản tin trên AFI. AFI dẫn thống kê từ một trang web chuyên ngành. Chỉ tính những máy bay thiệt hại được chứng minh bằng video, thì tổng cộng từ đầu cuộc chiến đến nay, không quân Nga đã mất đến 105 phi cơ. Phía Ukraine bị mất khoảng 75 chiếc. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã diệt 575 máy bay Ukraine, trong khi Kiev chỉ có 98 chiến đấu cơ và năm 2023 nhận được 27 chiếc MG-31 của Ba Lan và Slovakia. Phi cơ Nga bị bắn rơi như sung trong những tuần lễ gần đây. Còn 3/4 thiệt hại của Ukraine là phi cơ bị oanh tạc lúc đang đậu trên mặt đất trong những tháng đầu cuộc chiến. Vẫn theo AFI, Kiev nhất thiết phải phá vỡ sự thống trị trên không của Moscow để ngăn chặn bước tiến của quân Nga ở Donbass, hy vọng giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Phi cơ Nga tấn công vào sâu, đe dọa các phi trường và nhà máy vũ khí của Ukraine, mở đường tiến cho bộ binh bằng cách thả hàng loạt bom lượn xuống các công sự của Ukraine dọc theo toàn bộ chiều dài mặt trận. AFI dẫn nhận định của một phi công Ukraine khoảng 40 tuổi nói với trang báo của Pháp rằng khuyết điểm lớn nhất của đối thủ là cách chỉ huy tập trung như thời Xô Viết. Anh cho rằng phi công Nga được huấn luyện ít hơn NATO, có lẽ trẻ và ít kinh nghiệm hơn so với số lượng tham gia từ đầu cuộc chiến. Hình ảnh một máy bay Nga bị bắn hạ. AFI cũng cho biết Kiev ước tính phần nửa số phi công Nga lái máy bay chiến đấu đã tử nạn và phần nửa trong số đó sống sót vì đã nhảy dù ra khỏi phi cơ nhưng đã bị thương, không thể tiếp tục tham chiến. Đại tá Yuri Inat, phát ngôn viên không quân Ukraine, tin rằng nếu cứ mất phi cơ theo nhịp độ này trước sau gì Nga cũng phải ngừng chiến đấu. Chỉ huy trưởng Mykola Oleschuk nói, chúng tôi sẽ ngoạm gấu Nga từng mảnh một. Vị phi công Ukraine nói trên nhớ lại những trận oanh tạc vào các hàng dài bất tận xe tăng Nga trong thời kỳ đầu. Đó là những mục tiêu rất dễ tấn công vì quân Nga không hề chuẩn bị cho việc bị không kích. Nhưng rất tiếc là Ukraine không có nhiều đạn. Kể từ tháng 4 năm 2022, không quân đôi bên đều thận trọng tránh xa tiền tuyến. Nhiệm vụ chỉ là bắn hỏa tiễn và thả những vật liệu đánh lừa đối phương. Nhưng tháng 10 năm 2023, không quân Nga đã thả đến 250 quả bom lượn chỉ trong vòng 48 giờ. AFI cho biết thêm, từ khi các radar và một số chiếc A-50 bị hủy diệt, phi cơ Nga khó nhận ra mục tiêu hơn, trong khi Ukraine được tình báo phương Tây hỗ trợ. Không quân Ukraine này tập trung vào việc huấn luyện phi công, nhân viên mặt đất và cơ sở hạ tầng cho F-16. Theo phát ngôn viên Yuri Inat, vấn đề chỉ còn là tính bằng tháng và nhiệm vụ của F-16 không phải để hạ xe tăng, mà để tấn công chính xác vào hậu cần địch, căn cứ, kho xăng, kho đạn. Thụy Điển có thể chi viện vài chục chiếc JAS-39 Gripen, chiến đấu cơ đa năng thế hệ thứ tư như F-16, phù hợp hơn Mirage 2000 của Pháp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Không quân Ukraine bắt đầu ngang sức với Nga. Xử phạt nữ tài xế tự nhận cháu Tô Lâm. Ngày 12 tháng 3, AFA tiếng Việt loan tin nữ tài xế tự nhận là cháu Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi vi phạm nhận mức phạt 35 triệu đồng. Theo đó, bà Lương Hồng Trang, người tự xưng là cháu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, khi gây ra tai nạn giao thông, bị xử phạt hành chính với mức 35 triệu đồng. AFA cho hay, quyết định xử phạt bà này là do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 11 tháng 3. Lý do là điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn.
Ngoài ra, bà Lương Hồng Trang còn bị tước quyền sử dụng bằng lái xe B1 thời hạn 23 tháng kể từ ngày quyết định thi hành có hiệu lực. Theo AFA, vào khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, bà Lương Hồng Trang lái xe ô tô biển số 30H11959 đi trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng, đã đụng xe máy của anh NVA đang dừng sát vỉa hè. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vụ đụng xe dẫn đến cãi vã và khiến nhiều người hiếu kỳ, đứng xem và có người phát trực tiếp vụ việc này lên mạng xã hội. Vẫn theo AFA, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin bà Lương Hồng Trang tự xưng là cháu Bộ trưởng Tô Lâm. Liên quan vụ việc này, AFA cũng cho biết ngày 10 tháng 3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 thuộc Công an Hà Nội đã xử phạt hành chính một người có tên là VST, sinh năm 1986, ngụ tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, 7,5 triệu đồng về hành vi bị cho là cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, theo điểm A, khoảng 1, điều 101, nghị định 15. Theo đó, BA05 thuộc Công an Hà Nội cho biết vào ngày 5 tháng 3, họ phát hiện một tài khoản đăng thông tin liên quan vụ va chạm giao thông xảy ra trong cùng ngày tại phố Trần Cung, quận Cầu Giấy. Nội dung đăng nêu rõ đã xác định chị Đại được cho là con cháu Bộ trưởng Tô Lâm, người gây tai nạn và được công an bảo vệ như vị vua, vị tướng. Phòng BA05 cho rằng đó là những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an và của Công an Hà Nội. Như vậy, theo thói quen, cứ phát hiện người nào gây ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo thì công an lại phạt, bắt gỡ bài là xong. Tuy nhiên, công an trăm tay nghìn mắt cũng không thể bịt miệng hết thiên hạ. Người phụ nữ say xỉn được công an bảo vệ trong xe công vụ và hiện trường vụ tai nạn. Ngày 8 tháng 3, blog Thiên Hạ Luận trên VOA có bài bình luận về vụ việc này và cho rằng dù Công an Hà Nội bác bỏ thông tin người phụ nữ say xỉn kia không phải là cháu Tô Lâm, nhưng bảo dư luận trên mạng xã hội vẫn còn nguyên, bởi lẽ giới chức đã phản ứng quá bất thường không chỉ tại hiện trường mà còn những ngày sau đó. Tại hiện trường có rất nhiều người chứng kiến và xác nhận cảnh sát không bắt người vi phạm mà lại đi tra vấn nạn nhân, không lập biên bản, chỉ khi người dân gây áp lực mới cho thổi nồng độ cồn, nhưng thổi qua khẩu trang sau khi vụ việc xảy ra gần 3 tiếng. Những ngày sau đó, báo chí liên tục cho rằng người phụ nữ kia nhận vơ là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, họ lại không công khai thông tin cá nhân của cô này. Chỉ đến khi trên mạng truyền nhau người vi phạm là Tô Hương Lan, cháu của Tô Lâm, thì họ mới công bố người vi phạm là Lương Hồng Trang và ra quyết định xử phạt cô này. Dù vậy, cộng đồng mạng thì nhất quyết không tin vào công an và báo chí. Nhiều người bình luận, nhìn kiểu làm việc đó thì có cơ là thật, chẳng qua không dám nhận thôi. Hay không phải cháu mà được ngồi trong xe tận 3 tiếng đồng hồ rồi mới thổi, lại còn thổi qua khẩu trang. Dân không ép thì ve sầu thoát xác rồi, đồng thời cho rằng Lương Hồng Trang chỉ là thế thân. Không người dân nào kiểm chứng được thông tin này là đúng hay sai, nhưng rõ ràng qua vụ việc này cho thấy lòng tin của người dân đối với công an nói riêng và chính quyền nói chung đã xuống mức bằng không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin xử phạt nữ tài xế tự nhận cháu Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này với nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d